Mình kể chuyện yêu nghe nhiều thanh niên chỉ với đôi bàn tay, làm việc thâu đêm chẳng tiếc chi thân mình, dọn dẹp phòng cách ly để hôm sau mình đón anh chị em ở mãi phương xa quay về đây chống dịch, làm tình nguyện viên. Làm tình nguyện viết hy sinh cho những ai cần ta, sống ta tha vì đất nước ta đang cần. Chúng sức bên nhau mong phải sống thật nhanh, bao cánh tay cùng bao trái tim chân thành. Cố nhanh trước khi trời sáng, đói có mình tôm chút cho đỡ lo ai bảo sinh viên chỉ có biết trên như đi. Sinh viên chúng ta cũng rất thích tình nguyện viên dù biết có thể dịch Covid. Những nguy cơ sẽ lây lan như thế tao làm gì? Bao nhiêu năm cùng, sau đó như làm gì? Đại dịch Corona tràn quá ta cần tránh ra thật xa. Nhiều người cách ly tìm đến nơi an toàn. Rồi dịch về lây lan đầy hoang mang, cần phải xong thật nhanh khúc cách ly chung để mà ta chống dịch. Làm tình nguyện viên hy sinh cho những ai cần ta, không có tham gì đánh đức. Tình nguyện viết hy sinh cho những ai cần ta.